Chào mừng quý vị đến với chương trình của Thượng Nguyên. Thì đối với nội thất của chúng ta thì như quý vị biết là chúng ta sẽ có những cái chi tiết như là chân ghế sau, chân ghế trước, diềm hông và những cái tựa ghế nếu có, tùy theo những cái sản phẩm của chúng ta và tùy theo khách hàng của chúng ta. Nhưng mà xử lý một cái phần mà nhám cho cái khâu mà sau khi chúng ta định hình xong thì chúng ta qua cái khâu nhám để chúng ta xử lý, rồi sau đó chúng ta mới lắp ráp. Thì để tiết kiệm nhân công cho cái phần nhám thì chúng ta sử dụng những máy gì? Thì hôm nay Thượng Nguyên chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cái máy có thể chà hai mặt, chà nhám công và có thể chà chân ghế và có thể chà tựa và cũng có thể là chà chân trước, chân sau, những cái diềm một lần. Như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian nhiều hơn. Giới thiệu đến quý vị, đây là một cái máy GF 512NE250 và hôm nay đồng hành với tôi cùng hai bạn Thượng Nguyên. Chào hai bạn. Quý vị xem sơ qua và chúng tôi sẽ mời quý vị xem thao tác máy. Và bây giờ mời quý vị xem thao tác máy. Quý vị vừa xem thao tác máy thì chúng ta ra những cái sản phẩm rất là đẹp và đạt ha.
Trà xong là nhìn những sản phẩm nó đẹp lắm luôn á. Rồi quý vị xem, đây là chân ghế nè, ha, đây là tựa nè, hoặc là những cái chi tiết gỗ nói chung. Ví dụ như là chúng ta muốn cái phần này chúng ta làm cái đế ngồi của cái ghế, chúng ta đi định hình tiếp theo cũng được. Và hoặc là chúng ta có thể làm một cái trang trí decorate hoặc là cái tựa ghế. Đó là một vài thông tin Thượng Nguyên muốn chia sẻ đến quý vị. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên. Và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.